Xin chào thầy cô, xin chào các bạn xem. Và đây cô giáo Thanh Tâm xin hướng dẫn thầy cô cách chia sẻ đường link một bài mình tạo trên Canva và gửi cho người khác có thể sử dụng được. Ví dụ đây có một bài chia sẻ như thế này. Để chia sẻ cho người khác xem thì mình sẽ bấm vào mục chia sẻ. Khi bấm vào mục chia sẻ thì ở đây có phần sao chép liên kết và đây có cái chỗ ô cái khóa này. Thì khi bấm vào cái phần khóa này thì sẽ có chỉ những người được thêm mới có thể truy cập. Thì đây là mình thêm ai đó vào đây, là muốn nhập vào mail nào đó vào đây thì người đó sẽ có thể chỉnh sửa được. Đúng. Ở bên này có một cái ô để cài đặt cho cái mail mà mình ép vào đấy. Có thể sửa, có thể bình luận và có thể xem. Thế nếu mình chọn là sửa thì người có mail này sẽ được sửa cái thiết kế của mình. Còn bình luận là chỉ có thể bình luận thôi. Và xem thì chỉ có thể xem, không thể chỉnh sửa. Sau đó mình bấm vào nút gửi. Cách chia sẻ thứ hai đó là sao chép liên kết để gửi cho người đó. Thì mình vào đây mình sẽ chờ, chọn cái bất cứ ai có liên kết này. Bất cứ ai có liên kết này. Và cũng thế, có thể cài đặt đây là gì? Có thể xem, có thể bình luận, có thể sửa. Nếu để cho người có đường link này sửa được thì mình sẽ tích vào có thể sửa. Còn nếu chỉ cho xem thì mình sẽ bấm vào xem. Copy đường liên kết này. Còn chia sẻ lên mạng xã hội thì không cần, thầy cô không cần quan tâm. Là phần chia sẻ cho người khác. Thầy cô có thể tạo một đội nhóm mà có thể cùng thiết kế một cái sản phẩm thì mình vào phần chia sẻ đó. Thầy cô sẽ sử dụng được chức năng này hiệu quả.